Thì ông cái gì hay Tuấn hay nghe làm anh làm nhiệm vụ thằng Lama Ma không? làm ở cũng được, nhưng mà cái nhiệm vụ có làm được hai người không quan trọng, để tôi xem nào. Ông có nhìn thấy mấy cái đầu có lâu có đỏ có có không? Thế ok rồi. có sao không, để xem nào. Ở ngay gần đây có một cái này, nhưng mà mình đéo có cầm xe để tôi Tôi gọi gọi cái một xe. nhà. Ông gọi nha, hay để tôi gọi. Thế thì kéo gọi được. Để tôi gọi nha. Kẹo. Tôi phá có thể hướng gọi được. Nhiều đi giết người à? You need something, huh? One of your rides? Let me know. Rusty này, Rufian này, Rusty đúng không It's coming at you. Gọi này là phải đợi một tí. Cái gì đấy, ông làm gì đấy? Cảnh sát đuổi cho bây giờ. Ô đi các bạn cháy. Đấy lan ở chỗ mình ạ. À rồi, xe, ok, sao mình có cái con xe đéo gì này? Ông bị cảnh sát đuổi à? Thế sao mình gọi xe này? Đéo hiểu. Nhanh. Ôi giời gì này, làm tôi bị cảnh sát đuổi theo rồi này. Cái con này đi khá là khỏe. Không đâu rồi. Ê đòn đi. Tôi bị một sao thôi, đòn đéo thì hai sao rồi này. Đéo hiểu. Ông nổ xe thì cầm cái lựu đạn ông đáp thôi. Ông lấy bom nó đáp làm gì. Mày à, thôi phi mày ăn xe mày. Rồi gọi xe này. Bỏ đi mà bắn nhau mày luôn này này. Bọn cờ hó này. Gì em có làm gì đâu. Ui nó bắn, nó bắn. Đi rồi, đi rồi. Thôi. Ôi trời ơi. Đây à, cho quá. Khổ quá lìn. Ông nhỉ. À, thôi éo gọi được xe. Chắc có khi là tại ông thôi đấy. Đây đây. Gọi được rồi. Bên xe kia tên hả cái gì? Nếu nhớ. Chưa đâu. Xe tôi là cái gì tôi cũng nhớ thôi đấy, mẹ xe ngoài đường này mới đi này. Anh nghe gọi rồi. Anh còn ngủ mười mấy phút kìa. Mười phút gì? Ừ nhanh mẹ lên, 5 mục tiêu đấy. Đâu xe ông đâu? Ở đây rồi. Đây đây. Đây tôi lái cho. Sao không gọi xe màu trắng ấy, không gọi xe màu vàng béo ấy. Xe màu trắng đi. Anh không nhớ xe màu trắng tên là gì. Ông bán mẹ bớt xe đi cho nó đỡ đâu mẹ không có nhận biết. Đâu cái kia ở chỗ nào đây? Đường này đúng không? Cái gần nhất đấy. Mà mẹ cho thằng thì bắn nào à, đi ra giết một con cho dễ. Nhóm lên nhìn gần lắm mà sao thì tới xa thế? Vì mẹ ở đây cũng. Ấy đường đúng không ạ? À đúng rồi, được, cũng được, được. Đéo ở đây. À đây, mục tiêu rồi. Đéo. Cái xe đi vào cát, nó khốn nạn với đấy. Nó ở dưới du thuyền kia. Đây, súng ngắm bắn đấy mày. Đấy, nó bắn kìa. Kìa, đứng đơ người kìa. À kìa, đang câu cá kìa. Một phát. Ok, té 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 té, xong một thằng rồi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi mày. Đánh nốt cái thằng còn lại mà bắn mãi xong đấy. Câu cá với chúng tôi này. Thằng tiếp theo. Ui, thằng tiếp theo bọn nó toàn trong thành phố ấy mà. Xa lắm, có khi tôi lấy chiếc xăng đi rồi mà. Chứ chạy bộ này đều sợ đéo kịp đâu. Mình vẫn gọi chiếc xăng mà.
mấy thằng gần gần thì chơi vào thành phố rồi lấy xe ô tô đi thôi, chứ đi về thành phố với mẹ giờ. Đây là gọi anh trực thăng đi vậy. Có địch mẹ trực thăng nó hiện ở dưới này thôi, có quay lại. Đi trời mẹ, tôi còn vướng á. Ô cẩn thận, cẩn thận. Thảo gần hơn, Thảo gần nhất. Ông nhìn đi, Thảo gần nhất. Mình cứ nói thân đi chuyển. Nếu mà đi xe thì tốt, mình có tăng tên lửa nổ xe luôn. Ơ, còn 3 mục tiêu rồi à? Tôi tưởng có 5 mục tiêu nhưng mới chết được 1 mà. Còn 3 mục tiêu nữa. Sao thế nhỉ? Tôi nhớ quay tiêu đi là 5 mà. Ủa thôi, nên cái con đội bay quang biết bị sao. 5 mà. Giờ 3, đấy, bắn 2. Lấy cả bắn 1 chứ. Tôi thấy cái nhậu này à, mức cơ cái thằng nào leo 180 ấy. Gì cơ? Thằng người chơi. Là sao? Thì chơi nhậu bộ này làm cái gì thằng người chơi ấy. Là sao? Bởi vì lúc nhận nhiệm vụ nó hiện tên một thằng nào đó trong cờ này. Hay mình vi săn thằng đấy? Không biết. Đây à. Cái dấu đỏ nó ở chỗ đường núi. Cho có đi bắn nốt mấy thằng này mà. Đây nó dưới này à. Nó dưới kia. Rồi, đang cua. Dạ, cái xe đen. Đang thấy rồi, thấy rồi. Kìa, như cái thằng đi nó đổ cái kẹt. Sao tới máy bay mình nhau đa. Ông nhìn thấy cái thằng đổ ít không? Đấy. Mẹ mình đi săn nó. Có chết chưa? Chết rồi. Ok, xong đi. Nào tiếp theo. Hóa cái nhiệm vụ phải giết cả người chơi trong server ạ, vãi nái vậy. Không có ấy cũng mệt đấy, không có bay là cũng mệt như vụ này đấy. Kéo kìa, nhưng mà bảo giết thằng nào để 10.000 tiền kìa. Thấy cái thằng nguyên em đuổi ấy, thấy cái thằng nguyên là mấy phụ. Mình giết nói cho mình được 10.000 vậy. Bay nhanh lên, bay nhanh lên. Anh có đang di chuyển không? Có vẻ đi nó ăn được im. Từ mốt cơ em bay đi tu từ tiêu không? Mày chưa nó ở dưới này. Nó bảo mình phải tiêu hay sao ấy. Nhiệm vụ phải tiêu hay sao ấy. Rồi ngoài trời tôi đổ xuống. Dưới này đâu hình như mà phải đi tìm rồi mất không, nó trên không. Mất trên bản đồ rồi kìa, ông có thấy không? Có, nó vẫn hiện đâu đâu ở đây mà. À quay lại à, nhầm bay quá rồi. Ông đổ xuống cái bãi cát này đi, hạ xuống đây. Hạ nó chỗ đống này. Chỗ bãi cát này đéo bằng phẳng đâu, nó gồ ghề lắm. Nhìn thấy thôi. Đây là nó phóng đồ rồi. Đi tìm thằng kia giết. Thôi tôi thấy nó di chuyển sao nhỉ, mà sao cảm giác. Ở đâu, không, đang tập thể lực. Đang tập thể hình kìa. Thấy đấy chưa, bắn đi. Đi kìa, nó ngay trước mặt kìa. Tập thể hình, cái ống treo đâu đây. Thế rồi ông đang cho đều. Ôi ông chạy bộ mà. Ôi té đi. Té cái hộ nó bắn không bắn, ông chạy bộ mèo ơi. Ừ, em mới bay thôi. Vào đi nữa, thằng còn lại rồi.
không có điều quấy. Thằng này là người chơi, không biết là người chơi hay là cái gì. Thằng có di chuyển không? Ồ có nhá, thằng này đang di chuyển này. À đâu, không phải, thì không không. Ô cẩn thận, cẩn thận. Quét, 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 quét. Ôi, hình như cái thằng đấy thuộc sẽ bay sao ấy. Đâu, sao không biết? Đấy nhìn thấy nó bắt sẽ bay rồi. Đâu, what? Tôi nhìn một cái đầu lâu ấy. Đi gì? Khó thôi. Cái thằng mình đang sang ấy, nó đang mà sẽ bay. Không biết nó định làm gì. Đi, nhưng mà chơi lại mình chứ làm gì nữa. Biết ý định của nó là gì. Ơ kìa, sao mày? Ok. Rồi không? Căng 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 căng. Liệu cái trực thăng này có thể chơi cái xe may không? Chỉ nó đã cũng đang đến chỗ đầu lâu đỏ ấy, sao ấy? Sao thế? Nào, bay nhanh hơn được không? Đang bay cái chỗ bay. Đây. Nó đang đi nhanh hơn mình, nó đang ở gần hơn mình. Sao tôi đéo nhìn nó nhỉ? Tôi nhìn mỗi cái đầu lâu đỏ ấy. Thế bay không? Nhớ bay nhanh cái máy bay rồi. Không đua lại được. Tôi đéo nhìn nó luôn đấy. Sao không nhìn thế nhỉ? Anh đánh qua, qua lại đánh qua này. Nó ở phía bên kia, nó ở phía bên kia. Ủa tôi nhìn thấy cái xe bay rồi. Tôi nhìn có một cái xe bay đang bay. Nhìn thấy nó chưa? Tôi còn bắn nó rồi luôn. Bắn nó đi. Ờ nhưng mà từ từ. Quan tâm. Nó đi. Quá quá tâm, quá tâm. Bên dưới mình kìa. Tầm này phải chiến nó thôi. Kìa nó kìa. Kìa, mục tiêu là nó. Mục tiêu không đâu, mục tiêu phải nó đâu. Tôi thấy mục tiêu phải là nó đâu. Mục tiêu ở dưới này mà. Không không đừng đừng đừng, tôi thấy mục tiêu ở dưới này mà. Nó từ đâu xuống đi. Không biết nó định làm gì. Đây, đây mục tiêu đây mà. Không. Đây đây mục tiêu đây. Xuống 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 xuống. Bye. Nó này. Đấy xong mục tiêu rồi này. Cái cargo, cargo. Đi. Sao lên ô tô, lên đi xe máy. Thằng này nó có làm gì mình đâu. Mẹ tí thì nó bắn nó ăn nó. Mình phải lấy cargo đi. Nó bộ loằng ngoằng thế. Bây giờ chạy cargo. Thằng ấy có thấy nó bay cargo không? Nó cũng đang đi lấy. Biết nó có nhìn thấy không. Để không hiểu ạ, tôi như nó có hay sao ấy. Chết kìa. Có khi nó cướp hàng mình rồi. Đấy không rõ là con nhìn được hay sao. Ôi cẩn thận. Ôi đi con mình nhảy lên con mà. Cái cánh quạt cho chết rồi của anh nhanh thế. Chết mẹ rồi. Gọi lại được không? Chắc là nếu gọi lại được rồi. Đi con mẹ cái cúi hay gió. Đuổi thấy ông bay gần cái đấy đã thấy cảm giác toang. Mẹ ai, cô xe gió như cứt. Đâu có xe nào rồi. Chạy chạy đường, chạy đường, chạy đường. Đéo được cái nhiệm vụ lằng ngoằng ấy nhở, còn phải đi lấy cargo. Còn 5 phút. Còn 6 phút. 5 phút. Còn có đoàn tàu đang đi đến thế này, khổ thân tôi. Thằng em có chạy cargo chưa? Đợi tao ạ. Cargo vẫn còn. Ơ thằng ấy bay đến này nhưng mà đéo làm gì kìa. Còn sao nhỉ? Ý đồ như nào? Vẫn chưa gọi là xe. Lấy cái ô tô thì bay. Đi. Lấy ô tô nào nó khuyện xịn đấy. Đừng lấy xe này mình cúi cúi. Thôi gọi lấy thằng đi. Kia.
Đây lấy cái này, lấy cái này bánh có vẻ to. Kia thằng đang làm cái gì ấy, nó vừa hiện đấy thằng kia làm cái gì ấy. Nhanh lên đi, lên đi, lên đi. Không nhìn xem hai cái KO còn không. Lên thì lên luôn, lâu quá. Thôi. Mất một cái, mất một cái. Thì mẹ lấy một cái rồi, thằng chó. Cái cối tay đỏ hoàng kìa. Lấy một cái rồi, mẹ chó chết. Rồi, rồi, rồi xem nó lấy được máy bay chưa? Chuẩn chưa lấy được máy bay ạ. Cái cối tay đỏ hoàng nghiệp. Nhưng mà nó chỉ một mình thôi thì cũng chỉ lấy được một cái thôi. Chắc chắn mình lấy được một cái thôi. Đáng làm mình là đang định quay lại để lấy cái nữa. Đâu thì đúng rồi, nó lấy được một cái rồi, nó xong một cái rồi, nó định quay lại lấy cái tiếp cái nữa. Mà nó ở trong thành phố đó gần hơn mình. Nhưng mà cái hàng này thế. Hàng này lấy mình nên nó lấy mẹ luôn rồi sao ấy. Please. Cái vậy đi. Nhưng mà cái hàng này thì để làm đéo gì? Đéo hiểu. Đó cướp rồi. Đi. Thằng nó có xe bay khỏe quá. Đâu tao vẫn thấy trên bản đồ mà. Nó đang lấy. Đây gọi máy bay này. Đi. Còn mẹ. Gọi máy bay rồi này. Thôi xuống lên máy bay đi. Ôi thì mẹ xa thế. Không không được được quay lại quay lại quay lại. Đấy đấy sẽ quay lại đấy sẽ quay lại. Nó lấy mất rồi. Con chó nó lấy không có mang về đâu vậy. Điên vãi. Điên lận tay không? Trên mất hàng rồi. Tại đấy nó mới hiện cái điểm gì. Nó đi về rồi. Đi này đuổi thì đéo được. Mình được có 5.000 à. Ông được bao nhiêu? Cũng được 5.000. Chắc là nó phải được mấy chục nghìn đi. Hay quá. Mình làm hết. Làm tiếp không? Mẹ làm lại. Ờ, không được. Từ từ làm lại. Từ 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 từ. Thế thì nhảy đi, nhảy đi. Từ 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 từ. Nhưng mà mình, trong cái server này chắc chắn bị thằng nó cướp thôi. Ôi như trên này nhìn hay kìa. Nhảy nhảy nhảy. Mình bắt buộc. Từ từ. Bắt buộc. Bỏ cái máy bay nhảy dù trên cái nóc nhà kia đi rồi. Bỏ máy bay. Bỏ máy bay để đổi sang đấy. Để nóc nhà này. Nhìn các bạn cái này có vẻ là hoành tráng này. Không biết là cái này có gì. Cố nhảy nóc nhà nhá. Yeah, được rồi. What the hell? What the hell? Ôi, trên này là nhà hàng xịn lắm không ạ? Xịn sò à? Ôi, nhảy xuống đây tắm luôn này hiểu không? Không đâu rồi. Đây là cái điểm không ạ? Gì cơ? Đây là cái chỗ... Casino đúng rồi. Không đâu? Casino. Ở dưới. Đẹp. Ông không nhảy lên trên này à? Ôi, trên này xịn lắm không ạ? Lần đầu tiên được lên trên này. Tao để lên được trên đấy ta. Không phải được, ông phải nhảy dù lên. Thế bây giờ đổi đi. À đâu có cái thang máy, ông vào casino, ông đi vào trong casino đi. Có cái thang máy đi lên tầng lên trên cùng không? Mình bắt nó phải có một thằng nó đuổi. Là sao? Bắt rồi có một thằng đuổi mình bởi vì... Ủa nên lên tắm không ạ? Phê vậy. Cái nhiệm vụ là thế. Thế bây giờ đổi thang đi, để tôi đổi thang VIP của tôi đi. Đội VIP của tôi đây để ông đi cùng tôi cho ông được tiền. Đó. Tôi vẫn được tiền. Không, được cái tiền ấy, đó ông cứ ao đi, ông được tiền lương của tôi ấy, đó không? Đừng ngồi tắm này, hiểu không? Chắc. Đừng lên nào đây, à đây. Nó cho một cái ban hau ở casino. Đúng vậy. Nhưng ban hau là ở trên. Không biết đâu. Ở đây nó có một cái thang máy đi xuống này. Nó không làm gì được, không ạ? Hâu tu thang máy. Thôi đi ra mẹ đi. Tí nó lái máy bay lên đây, mình khổ.
Trên này có chỗ nằm kiểu đại gia này. Tôi đang có 5.100 tiền ở trong này, không biết là tiền gì. Không có 5.100 tiền. Cháu để đánh bạc ấy, nhưng mà hình như ở server Việt Nam không cho đánh bạc. Thì đây, chắc với chip. Mua thử 10 cái ha. Ơ, mua được á? Ông thử vào đánh mà, có đánh không? Tức là server Việt Nam không cho đánh chứ. Đừng mua, đừng mua. Cứ ông có bao nhiêu ông đánh thử xem có được đánh được không? Không đánh được không? Gì đây? Ôi giời ơi. Bọn mày nhờn này, náo loạn casino, náo loạn casino. Bọn mày. Bọn mày này. Bọn mày. Bọn mày này. Đại gia, dân đại gia này sống sung sướng á. Trong khi tao khổ cực. Bọn mày được phép sống sung sướng à? Hả? À. Sống sung sướng này, sống sung sướng này, sống sung sướng này. Hưởng thụ này, hưởng thụ của chúng tôi kìa. Hỗn hào. À thằng này còn. Ơi cơ. Ơi cơ, ơi cơ. Cúi ơi cơ. Cúi này, cúi xuống mẹ. Cúi máy đây này. Cúi này, cúi này, cúi này. Máy cúi này. Ừ lên đi. Thử lên được không? Hay mà. Lúc. Đây à, đây à. Éo hẹo cái thằng bảo vệ đứng đây. Đánh đánh người trên này xong rồi cảnh sát nếu lên được thì hết sao ạ? Còn lại. Lên rồi anh. Đâu, ông đang đâu? Đây. Ôi, chết tao. Đi lên tắm được mày mày. Rồi, ngồi tắm. Đâu rồi, đây cơ mà. Hưởng thụ cái. Ông làm đi ơi đây. À, cái chỗ này nhìn view chán quá. Cái bồn là view đẹp đẹp. Đây cái bồn này. Đây đây nhảy lên tắm đi mày. Ok. Đéo hiểu. Cái đéo gì? What the fuck? Đéo hiểu hiệp lại. Con hiệp lại lát thôi. Hiệp này. Hiệp này. Ui đập. Đập vỡ ở cái này ra. Khổ. Dân phá hoại. Ông này yên đấy collect rồi. Khổ vãi. Ông ở session nào để tôi roi sáng được. Bay mẹ sang thế chẳng khác. Ôi, ôi có cái bồn tắm kiểu bồn tắm ấy này. Nhìn phê lắm. Hiểu đâu, bay mẹ về apply mẹ. Ôi có cái bồn tắm bay kiểu bồn tắm bồn tắm bồn tắm đường đi. Nói sang, tôi bay về apply rồi, tôi rồi ạ. Rồi lên đây không có lên không? Mình vừa thấy hiện nút E để mình ngồi mà nhỉ. Hình như là yếu cho đánh khác thật. Ừ, không cho đánh bạc đâu. Thế thân là, server Việt Nam không cho đánh đâu. Đó, không có nước nghe để sao này. Đây mới gọi là... Không biết làm nào để cho đánh. Ông phải fake IP cơ, mà đánh làm rất kì. Đánh cơ bạc bác thằng Bình. Làm ăn tử tế không ăn ai. Rồi. Mày... Chết rồi, lại bị nóng thế. Sáng thì mẹ lại. Tôi đang bơi ở bể bơi gọi là nóng. Trên nóc tòa nhà nhìn chất lắm hiểu ạ. Chắc là roi sang nó tự về chỗ đấy. Trong rồi, ngoài kia cảnh sát đang đi tuần. Fail to sing cái xe session. Ôi ôi. Ui ba sao. Ngu người thôi, chạy. Ngu người. Chạy thôi. Không phải em. Nhầm đấy, anh nhầm đấy. Vậy em đâu. Mẹ hy vọng máy bay không đuổi. Chú. Chịt con mẹ mấy bạn nhìn thấy rồi. Mẹ.
chạy chậm quá, máy bay nhìn thấy ạ. Làm đi nào, chả làm gì. Đứng ngoài làm gì nào. Nếu hiểu có xe ở trong casino thì eo đánh được. Thế nó bảo nó không đánh được đâu, nó không cho đánh mà. Xe này ông có thể dùng để mua đồ thôi. Nên tôi thấy có cửa hàng quần áo xong thấy. Ừ đúng rồi, mua đồ quần áo thì trong đấy được đấy. Cảnh sát đéo lên đây ạ, khổ. Nên có nhìn mình đéo làm gì được ạ. Thôi, nhưng mà nó cũng không hết được sao, bởi vì ra sao máy bay soi không hết được. Thôi đành phải gọi điện Lester vậy. Cách xóa sao trong cái game này là gọi điện thằng Lester bảo nó xóa sao hộ. Bảo nó gọi là đút lót. Công an. Đấy, 600 đồng. Ok, đó, ok, ok, you out of trouble. No problem. Sao hay anh lấy cho mày? Thì đó, ông không vào xếp sản đồ à? Fail rồi. Phí. Khổ quá, anh quên khóc rồi. Tôi vào đây tôi mua một ảo của anh. Khóc khóc cái gì? Cái này bánh. Nhớ xuyên táo này. Ui, ôi, khổ. Khổ em gái ạ. Cái này mẹ nhìn cái mặt nhạ trong này hài quá đấy. Còn thằng nào không ở đây? Thôi em xuống mặt nạ đâu. Fuck you. Fuck you. Mày đâu? Vào đây. Đây là địa bàn của tao rồi. Nhưng mày về đâu? Mày nhờn với tao này. Mày nhờn với tao này. Khổ ở trong này máy bay không làm gì được. À không, bọn công an không làm gì được. Thôi thôi thôi, rồi thằng bên đâu vậy? Ok. Mẹ tôi đã bị spawn về nhà. Khổ mãi. Tôi đi làm nhiệm vụ đi. Tôi mời ông bạn này. Đánh bạc được, hẹn mình quay đánh bạc rồi em đánh. Phải fake IP cơ mà tốn công lắm, mà vớ vẩn ủy ban cơ. Tôi chắc không nên. Đánh bạc mệt lắm, mẹ. Vớ vẩn ủy ban, sấp mặt. Thôi em ra ngoài. Mua bộ quần áo thì mua thôi. Ờ, đấy, tôi mời ông vào này. Rồi đấy, mời rồi đấy. Thôi đi, mẹ nó vậy vẫn chưa gọi cho gọi máy bay ạ. Cái nhỉ? À đâu, gọi máy bay ngay đây mà. À, ông nhận nhiệm vụ đi, hay để tôi nhận. Yes, so nè, yes, so, ăn một táp. Làm mà. Để ông phía rồi đoán không? Ông đang đâu anh? À đây chỗ này. À như là éo thằng nào trên server để làm một dụng cụ đấy ra mà nó vào để gọi lại sau. Đẹp. Còn nhiệm vụ thằng nào cũng là Martin này. Martin nào phải vào sao vào ấy. Không được. Nào. Lành thì đi làm cho bọn nó được phút đi cứ bây giờ thì tập rồi. Nhưng phải những người nằm hay hay. Rồi casino rồi. Tôi cũng chưa vào cái casino bao giờ nhá. Để tôi thử vào mà. Lần đầu tiên vào cái casino. Ôi, nó bung rù ra, bung rù đây. Chết thì thở. Gì các mẹ một sao rồi.
khổ thân tôi. Tôi chạy chạy vào casino rồi bơi, chạy vào casino. Nó ra chào mình này. Hello. Mở cửa nhanh, cảnh sát đang đuổi tao. Lịch sự phết nhỉ. Cầm hơn triệu đô ở casino mà nó đéo cho đánh bài. Thử vào casino là đầu tiên tôi vào này. Welcome to Diamond. Have a good time. And of course, members get access to all the facilities. Very good, Vincent. Very good. Đéo nào đây? Managed not to frighten them away this time. Giới thiệu à? Wonderful. We are making progress. Tôi vào đây rồi, éo thì ông đâu? Tôi đang ở trong cái casino. Lúc ấy ông vào có phải bị casino không? Không. Sao tôi vào được cái casino này nhỉ? I'm Tom Connors, Executive Director of Guest Services. Unfortunately, as Vincent mentioned, we are a membership casino kiểu establishment as far as our facilities are concerned. Không phải hàng thằng For now, membership dues are very reasonable and purchasable at reception or on our website, if that's more your thing. Ah, champagne. I'll take those. Tôi công việc. Cảm ơn luôn. Oh, the boss. Miss Baker, I'd like you to meet a prospective member. And this is Miss Agatha Baker, our general manager. Thank you, Tom. Good to meet you. Enjoy your time with us. Tom, you're gonna give them a little tour. Chạy, như cái này nó sẽ mở cho mình một số những nhiệm vụ của casino sao ấy. No sign of the Texans. I should hope not. But let's. Nhưng mà cái nhiệm vụ của casino rồi, tôi nhớ ngập như là phải mua cái nhà ở casino rồi mới có thể làm được. Đây đang quảng cáo giới thiệu mấy casino, mấy cái chức năng trong này. Có quầy bar các thứ này. Ôi tao mẹ đi casino kiểu gì nữa. Tôi đang ở trong casino mà. Đúng không nói được. We have all the usual games, blackjack, roulette, three card poker, slot machines, cho chơi để nhưng mà có được chơi đéo đâu. Đang hướng dẫn nó giới thiệu một số môn để chơi. You can purchase one of our exclusive penthouse condominiums. We're talking black card, premium grade, utterly unique luxury, and a remarkable home for you and your loved ones. Of course, on the floor bonuses and opportunities like free champagne. And that concludes our tour. If you're interested, all the details are up on the website. It really is a wonderful place to relax and entertain. Hope to see you again soon. You know where to find me. Xong rồi. Giới thiệu xong rồi. Gì nữa? À đây, bây giờ bắt đầu mới được vào trong casino. Đây, thấy anh Hiệp rồi. Hello. Đâu rồi, ông Hiệp đâu rồi. Hello Hiệp. À, đây này, nó cũng có cái vòng quay may mắn này, nhưng mà mình nhớ được quay ạ. Khi mà quay cái vòng quay may mắn này nhớ mình có thể nhận được cái nhận được cái ô tô này, cái ô tô đang treo chương trình à. Mình nhớ được quay ạ, cay thật. Mình có thể nhận được cái vòng quay ở trên kia. Tôi có 200 xu rồi, nhưng mà nếu được làm gì, khổ vãi cứt. Có 5.090 xu. Đây là để mua được rượu mới cả mua được đồ linh tinh. Chưa cực thôi. Ra ngoài rượu vụ thôi, mẹ ở trong thì. Ra ngoài đi, đây là... Tách tầm rồi. Để tôi thử đi xem có mua bộ quần áo nào khác khác. Đéo, ồ, trong này đúng rồi, trong này có mấy cái bộ quần áo nhìn trông nó khác bên ngoài này. Được đấy chứ. Ôi, mỗi bộ quần áo trong này nhìn cũng được ấy. Ui, lầy đẹp ấy. 1.000. 1.000 trong này tính là bồng 1.000 bên ngoài à? Hay là bao nhiêu? Nhìn mấy quần này đẹp phết nhỉ? Ui, quần này đẹp này. 5.000. Đây cho bán quần thôi. À, xem cái áo, có cái áo đẹp không? Ui, đẹp phết. 30.000 là đắt thế. Nhìn áo hài vậy. Ui, áo trong này đắt thật đấy, một lần mới vĩnh nhìn. Ôi, nhìn áo trong này đẹp mà. Quần áo trong này đẹp vãi. Được phết. Chưa để tôi vào nhiệm vụ ạ. Vào nhiệm vụ là vào ngoài hay là vào bên trong? À, nhiệm vụ là nào? Vào kiểu bên trong ấy.
ông vào trước hay không mời tôi. Ờ, khi bao giờ mình vào casino rồi mua mấy bộ quần áo nhìn đẹp phết. Được. Được cái trong này có mấy bộ quần áo nhìn đẹp. Được ra đâu nhỉ? Ôi ra đâu? Lối ra ở đâu? Cho hỏi lối ra ở chỗ nào nhỉ? Invite đấy. À, invite được luôn mà, đỡ phải khổ. Nhiệm vụ gì đây? Ôi giời. À, nhiệm vụ của thằng Gero à. Thằng này mình chưa làm bao giờ này. Thử vào đi. À, từ từ, mua cái gì không? Có đồ ăn, đồ yếc này, tôi quên chưa mua đồ ăn. Mua ở đâu nhỉ? Ai vào? Ai vào Discord đấy. Thôi vào đi, vào đi, nếu mua đồ ăn trong này rồi. Vào đi. Sẽ không ai đâu, hai người làm thôi. Nhiệm vụ này cần từ 1 đến 4 người, không biết là làm cái gì. Mình chưa làm nhiệm vụ của thằng Gero quay bao giờ luôn nhá. Mình chỉ làm một thằng Martin với cả của thằng Simon đi. Xem mình, Simon. Xe đâu? What the hell? Cái này. Đâu, xe không đâu ấy. Đấy, cái xe mà. Ok, không được. Đi vô đây. Tôi nhìn cái chỗ khu này như tôi nếu lầm đây là cái khu của băng đạn. Sao vào cướp cái gì của nó rồi. À đâu, đi ấy. Nó bảo đi gọi là đi giao dịch. Đúng không? Đi rồi không phải giao dịch đúng không? Thì á, cẩn thận. Cả xe. Trong trong này không biết làm cho gì trong này đây, góc tối góc khuất này à, khi kia kìa đó cái gì đây à, có bắn cái kéo hiểu từ từ cái gì bắn không hơn thì đi ông chết luôn à. Death. Từ từ cái gì? Sao ông chết? Ông bị bắn à? Ừ. Ủa đông. Ông chưa chết à? Khổ lần đầu không biết. Để nào bắn thôi coi. Lần hai mày. Lại. Không gọi con xe ấy đi, gọi xe bọc thép ra hiểu mày. Đây là lúc phải dùng cái nó ấy. Làm lại đi. Ở đây không gọi được. Sao không gọi nữa? Trong nhiệm vụ nó chỉ cho tờ bao. Nó có cho chọn mà, ông ấn continue đi. Replay. Chọn cái nào đây? Replay. Nó cho chọn ở trong cái chỗ này này. Cái chỗ menu này. Nó cho chọn xe spawn của mình mà. Nó cho chọn cái xe spawn của mình mà, đúng không? Start waving radio rồi. Còn phim setting không có thì. Sao không có nhỉ?
Nào, có mua giáp này, mua giáp đi nhá. Nhiều buổi mua giáp đấy. Thôi vào đi, nếu không được thì vào đi. Đây rồi, sao không này? Đó, cho mình spawn ngay đây ạ. Ngồi mày. Từ từ nhá, tiến từ từ thôi. Có cái đéo sao mình không hổ đúng không? Từ từ thôi. Anh này chơi, còn chơi hàng nóng này. Không biết à. Anh chơi thuốc nổ. Cẩn thận nhá, đừng tiến vội nhá. Tiến từ từ thôi. Có nhìn cái đéo đứng vòng cái hàng rào, chả nhìn cái đéo. Cẩn thận nhá, có mạng ấy, đừng để chết nhiều. Cháy đen thui người. À, lấy cái xe này không ạ? Gì đấy? Té. Cướp hàng của nó. Cái này là coke này, coke gì luôn. Đường nào cũng được, rẽ mấy kia cũng được mà. Rẽ mấy kia cũng đi, chủ yếu đi từ từ thế. Đường nào đấy ra ngoài. Đấy mà. Rồi. Rồi xuống đây à? Ơ, xong rồi. Ơ, nhiệm vụ easy đấy. Được thế nào? Đấy, đéo kìa, cướp cả cái xe được mỗi cái gói nhá, đéo đéo. Cả cái xe, mỗi cái gói. Đéo đỡ được. Được 4.000 là nhiệm vụ mùi bắp, đéo đỡ được. Hình như là mới chọn normal. Ông chưa chọn hát vào, ai đi chọn normal.